Những ngày nghỉ Tết dài, nhiều người dân thường đến các khu vui chơi địa điểm trong hoặc ngoài thành phố để tham gia vào các hoạt động giải trí. Tuy nhiên, sự thay đổi nhiệt độ từ trạng thái mát mẻ hoặc se lạnh ở trong nhà sang kiểu thời tiết nắng nóng ở ngoài trời sẽ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể. Sốc nhiệt do nắng nóng là hiện tượng thường gặp nếu cơ thể lao động, tập luyện dưới thời tiết có nhiệt độ cao, khoảng trên 39 độ C mà không cung cấp đủ nước để bù lại mồ hôi đã toát ra. Những ngày Tết Nguyên Đán, khi tham gia quá nhiều các hoạt động ngoài trời, dưới nhiệt độ cao, người dân có nguy cơ gặp phải các bệnh như phù, ngất xỉu, thậm chí đột quỵ. Người lớn tuổi và trẻ em là những đối tượng có nguy cơ bị bệnh cao hơn so với lứa tuổi khác. Theo các bác sĩ, tình trạng ngất xỉu hoặc đột quỵ do sốc nhiệt xuất hiện do cơ thể bị mất nước, thiếu nước trong quá trình di chuyển của các đoàn tham quan, leo núi, dã ngoại. Ngất xỉu do nhiệt thì chúng ta cũng thường thấy trong những cái đoàn đi du lịch mà leo núi hoặc là đi bộ tham quan hay là dã ngoại gì mà đi xa ở ngoài nắng thì có một số bạn đôi khi lại ngã lại xỉu. Ngoài triệu chứng là ngất xỉu, triệu chứng nhiệt độ có thể tăng rất là cao, như là sốt cao như vậy đó, là khoảng trên 40 độ. Ngoài ra cái tri giác của nạn nhân đã thay đổi luôn, lơ mơ như là đột quỵ. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân không được dùng thuốc lợi tiểu để chống lại tình trạng phù do thay đổi nhiệt độ từ lạnh sang nóng vì sẽ khiến cơ thể càng thêm mất nước. Còn khi đi du lịch từ nơi có nhiệt độ nóng sang nơi có nhiệt độ lạnh hơn, quý khán giả cần lưu tâm đến các bệnh về đường hô hấp.